tham quan nhà Bá Kiến nổi tiếng của làng Vũ Đại. Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi của Bá Kiến được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm Chí Phèo. Từ lâu trở thành điểm tham quan của du khách, ngôi nhà Bá Kiến tọa lạc trên một khu đất rộng gần 900 m². Tại làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là cụ Trần Duy Hanh, một lái buôn giàu có. Vào khoảng những năm 1910, cụ thuê hơn 20 thợ tài hoa làm nghề mộc ở Cao Đà, phủ Lý Nhân về làm mấy tháng ròng rã mới xong. Hiện nay ngôi nhà đang được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hậu phụ trách trông coi, đón tiếp du khách về tìm hiểu, tham quan góp phần cho việc nghiên cứu sự nghiệp nhà văn Nam Cao. Sau khi trải qua 7 đời chủ, đến tháng 11 năm 2007, ngành văn hóa thông tin Hà Nam đã mua lại ngôi nhà này với giá 700 triệu đồng từ vợ ông Trần Hữu Hòa và giao cho phòng văn hóa thông tin huyện Lý Nhân quản lý. Hiện nay ngôi nhà đang được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hậu phụ trách trông coi, đón tiếp du khách về tìm hiểu, tham quan góp phần cho việc nghiên cứu sự nghiệp nhà văn Nam Cao. Xưa kia, ngôi nhà cổ có nhiều thứ rất đáng giá như tranh, ảnh, hoành phi, câu đối cổ. Nhưng bị bán và mối mọt hết. Ngôi nhà từng suýt bị xẻ gỗ và một lần bị giặc Pháp đốt nhưng đều được ngăn cản kịp thời. Đây cũng là ngôi nhà gỗ đặc biệt công phu mà khắp cả phủ Lý Nhân và các tỉnh lân cận thời này đều chưa có. Nhà có 3 gian thiết kế theo phong cách truyền thống nông thôn Việt Nam, với 4 hàng cột với 16 cây cột to làm từ gỗ lim. Ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi nhưng mái ngói vẫn chưa phải tu sửa và không bị rột nát. Cho đến nay, ngôi nhà vẫn giữ được nguyên trạng nét kiến trúc cổ xưa và trở thành điểm tham quan lý tưởng cho du khách. Đến nay ngôi nhà này vẫn tồn tại và được ví như một báu vật của làng Vũ Đại.